Liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn ở phường Tân Hồng, thành phố Tử Sơn, ngày hôm nay các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an thành phố Tử Sơn để điều tra và truy bắt nghi phạm. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 20 tháng 4, một người phụ nữ bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong tại chỗ, tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an thành phố Tử Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy bắt nghi phạm. Được biết, nạn nhân quê ở tỉnh Yên Bái, sinh năm 1990, đang làm công nhân ở khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn.